Ăn rau mùi theo cách này tốt hơn cả nhân sâm thuốc bổ, chữa bách bệnh tiêu tan, cứ ăn là trường thọ. Kính chào quý vị khán thính giả của kênh Sức Khỏe Việt. Quý vị thân mến, mùi tàu là loại gia vị rất quen thuộc của hầu hết tất cả gia đình của chúng ta, giúp tăng cường hương vị cho nhiều món ăn, tiêu thụ, giải độc và khử mùi tanh cũng như đem lại rất nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Rau mùi còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt, đồng thời mang đến nhiều lợi ích như sáng mắt, lợi khí, bổ não, chống viêm, cải thiện hệ miễn dịch. Các bác sĩ đồng ý cho hay, tinh chất trong loại rau thơm này không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn được biết là vị thuốc nam, có tác dụng tốt trong việc chăm sóc sức khỏe. Vậy thì mùi tàu có những công dụng chữa bệnh nào mà được ca ngợi như vậy? Và cần lưu ý những gì khi sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe? Để hiểu rõ hơn về loại rau này, xin mời quý vị cùng tham khảo qua video dưới đây. Ăn rau mùi theo cách này tốt hơn cả nhân sâm thuốc bổ, chữa bách bệnh tiêu tan, cứ ăn là trường thọ. 1. Chỉ sỏi thận. Dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra khỏi cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Đây là cách chữa bệnh mà không cần dùng tới thuốc tây hoặc thực hiện phẫu thuật lấy sỏi. Cách tạo bài thuốc lá mùi rất đơn giản và hiệu quả. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Một lượng lá rau mùi tàu vừa phải, bạn nên hái cả lá và đoạn thân non để dùng. Lá rau sử dụng cần đảm bảo không quá già và cũng không nên non quá. 3 cốc nước và một chiếc nồi để nấu. Bước thứ hai, bạn hãy rửa thật sạch lá mùi tàu đi. Bạn có thể ngâm lá trong nước khoảng vài phút để bụi bẩn cũng như các loại vi trùng nhỏ trên lá rời ra. Sau đó bạn vớt rau ra một chiếc sổ để chúng ráo nước tự nhiên. Tiếp theo, với cách chữa sỏi thận bằng lá mùi tàu này, người bệnh hãy hơ trực tiếp từng lá trên ngọn lửa nhỏ để chúng héo lại. Bạn nên cẩn thận, tránh để lá bị cháy, sẽ không dùng được. Sau khi đã hơ lửa xong, người bệnh hãy cho toàn bộ lá vào nồi đun cùng với 3 cốc nước đã chuẩn bị. Để lá giữ nguyên được dưỡng chất chữa bệnh thì bạn hãy vặn nhỏ bếp cho tới khi nước khô cạn, còn khoảng 2 cốc thì ngưng. Khi sử dụng, người bệnh hãy chia 2 cốc nước thành 2 lần dùng. Thời gian uống thuốc tốt nhất là trước mỗi bữa ăn trong ngày. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng bài thuốc này về liệu trình điều trị sẽ khác nhau với hai giới. Với nữ giới khi sử dụng cây mùi tàu chữa sỏi thận, không có dấu hiệu thuyên giảm thì cần tới gặp bác sĩ ngay lập tức. Có thể cơ địa cần dùng thuốc trong vòng 9 ngày, nam giới thì chỉ cần dùng một liệu trình khoảng 7 ngày. Khi mới bắt đầu dùng vị thuốc này, có thể người bệnh sẽ thấy khó uống, nồng hắc. Và một số người đã cho thêm đường để kích thích vị giác. Đây là một cách làm thiếu khoa học. Bởi vì, một trong những nguyên nhân gây ra sỏi đó là dùng thực phẩm nhiều đường. Vì thế, người bệnh hãy cố gắng dùng thuốc. Chỉ một vài lần là bạn sẽ quen mùi, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Sau quãng thời gian sử dụng mùi tàu chữa bệnh sỏi thận trên, nếu như bạn cảm thấy những triệu chứng của bệnh như đau lưng, ớn lạnh, buồn nôn, không thuyên giảm thì nên dừng biện pháp này lại. Có thể cơ địa của bạn không phù hợp với bài thuốc này hoặc bệnh đã tiến triển nặng hơn. Để quá trình chữa bệnh với lá mùi tàu đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần xây dựng chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Người bệnh cần kiêng kỵ những loại thực phẩm quá ngọt, quá mặn, chất kích thích rượu bia và thuốc lá. Đặc biệt, bạn hãy uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể đào thải cặn bã và sỏi ra ngoài dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc rèn luyện thể dục thể thao cũng giúp chức năng thận mau chóng hồi phục. Bạn có thể rèn luyện thân thể với những bài tập đơn giản như chạy bộ, đi bộ, cầu lông. 2. Chữa hôi miệng. Lấy một nắm rau mùi tàu rửa sạch, sắc đặc, cho thêm vài hạt muối, khuấy tan, dùng để ngậm và súc miệng nhiều lần trong ngày. Sau khoảng 5-6 ngày, miệng sẽ bớt mùi hôi. 3. Chữa đầy hơi khó tiêu. Rau mùi 50g, thái dài khoảng 3-4cm, gừng tươi một lát đập dập, tất cả rửa sạch sắc với 400ml nước đến khi còn 200ml, chia làm 2 lần, uống nóng, mỗi lần dùng cách nhau 3 tiếng, dùng liền 3 ngày. 4. Chữa cảm cúm. Rau mùi 40g, gừng tươi 10g, ngải cứu và cúc tần mỗi thứ 20g, rửa sạch thái nhỏ, gừng đập dập, tất cả cho vào nồi sắc với 400ml nước đến khi còn 100ml thì đổ ra, uống nóng mỗi ngày 2 lần. Sau khi uống nằm trong chăn ấm để cho ra mồ hôi, rồi lau khô người sẽ thấy dễ chịu hơn. 5. Chữa đái dầm ở trẻ nhỏ. Lấy mùi tàu, rau ngổ, cỏ mần trầu, mỗi thứ 20g cùng với 10g cỏ sữa lá nhỏ, thái nhỏ, phơi khô,
rồi tất cả vào nồi đổ 500ml nước, sắc còn 150. Uống sau bữa ăn tối, dùng khoảng 5 đến 10 ngày, có thể nhắc lại liệu trình mới. 6. Long đờm. Tác dụng của cây mùi tàu còn giúp tống các chất đờm, nhớt, ứ đọng trong đường hô hấp, gây khó chịu và gây rối loạn đường hô hấp. 7. Trị nám da. Lấy mùi tàu thái phụn, nhỏ rồi lấy nước ấm và ngâm trong vòng 2 tiếng, sau đó lọc bã và lấy nước đó thoa lên mặt trong khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, thực hiện 2 lần lúc rửa mặt sáng sớm và lúc chuẩn bị đi ngủ. Tiến hành đều đặn quá trình này trong khoảng 3 tuần đến 1 tháng thì các dấu hiệu của nám sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. 8. Trị mụn. Với trẻ nhỏ, khi nổi mụn đỏ ngứa ở vùng mặt thì lấy dòng mùi tàu tươi, liều dùng nhiều, ít tùy vùng bệnh, giã nát, ép lấy nước cốt bôi. Với người lớn bị mụn bọc và mụn trứng cá thì lấy một muỗng nước ép ngò gai, trộn chung một nhúm bột nghệ, rửa mặt thật sạch, rồi bôi hỗn hợp này lên mặt mỗi tối trước khi đi ngủ. Bài thuốc này có tác dụng giúp tươi nhuận da nên dùng tốt cho những người có da khô. 9. Hạ cholesterol trong máu. Thường xuyên uống mùi tàu sẽ giúp làm hạ cholesterol trong máu. Đưa một nhúm hạt mùi tàu khô trong nước sôi, lọc, để nguội và uống nhiều lần trong ngày, còn giúp lợi tiểu vì kích thích sự bài tiết của thận. Mặc dù dòng mùi có rất nhiều công dụng và có thể cho vào nhiều món ăn để bổ sung hương vị, tuy nhiên, vẫn có những thực phẩm cần tránh kết hợp với dòng mùi để không hại đến sức khỏe. Những đại kỵ cần tránh khi ăn rau mùi tàu. 1. Thực phẩm giàu vitamin K. Vitamin K có nhiều trong các loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày như súp lơ, trứng, dưa chuột, bắp cải. Khi nấu ăn, mọi người cần tránh không ăn rau mùi với các thực phẩm giàu vitamin K vì rau mùi có tác dụng phân hủy các enzyme trên cơ thể. Nếu kết hợp hai thứ này với nhau sẽ ảnh hưởng đến sự phân hủy và hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể, đồng thời ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của rau mùi. Hơn nữa, việc thường xuyên ăn rau mùi với vitamin K có thể sản sinh một số hóa chất. Do đó, khi ăn rau mùi, tốt nhất không ăn với các thực phẩm chứa vitamin K. 2. Nội tạng động vật. Nội tạng động vật là món ăn khoái khẩu của không ít người. Món ăn này rất giàu các chất dinh dưỡng. Nhưng khi ăn, mọi người nên tránh kết hợp với rau mùi. Ăn rau mùi với nội tạng động vật có thể khiến cơ thể sản xuất các ion đồng và sắt. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm, mà còn dễ xuất hiện tình trạng ngộ độc. Thời gian dài không chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống của bản thân có thể khiến cơ thể mắc bệnh ung thư. 3. Thịt lợn. Trong thành phần của rau mùi có tính ôn, hao khí gây hại cho sức khỏe. Trong thành phần của thịt lợn tính hàn, ích khí gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, khi thịt lợn nấu chung hoặc ăn chung với rau mùi sẽ gây chướng bụng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Lưu ý bạn cũng không nên ăn quá nhiều rau mùi tàu vì theo một số nghiên cứu thường xuyên ăn rau mùi có thể làm suy giảm thị lực và dễ dàng gây ra một số bệnh về mắt. Bên cạnh đó, ăn rau mùi quá nhiều sẽ khiến bạn mất sức sống và thiếu máu. Những người không nên ăn mùi tàu. 1. Người gặp các vấn đề về hô hấp. Tiêu thụ quá nhiều rau mùi có thể gây ra các vấn đề hô hấp cấp tính và dẫn đến các bệnh phổi mãn tính như hen suyễn. Cho nên, những người gặp các vấn đề về hô hấp thì không nên ăn rau mùi để tránh bệnh tình nghiêm trọng hơn. 2. Phụ nữ mang thai. Một số thành phần có trong rau mùi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuyến sinh dục nữ, từ đó gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé. 3. Nam giới không nên ăn quá thường xuyên. Ăn rau mùi thường xuyên sẽ giảm lượng testosterone, từ đó khiến số lượng và chất lượng tinh trùng bị giảm sút. Ngoài ra, nam giới ăn rau mùi vào ban đêm còn gây ra hạn chế lớn về khả năng tình dục, thậm chí dẫn đến tình trạng trên bảo dưới không nghe. 4. Người bị bệnh gan. Ăn rau mùi với số lượng vừa phải sẽ giúp loại bỏ các vấn đề về gan, nhưng nếu lạm dụng, các thành phần trong rau sẽ làm việc ngược lại. Điều này làm tăng bài tiết mật và cuối cùng sẽ khiến gan bị tổn thương. 5. Người có cơ địa dễ bị dị ứng. Tinh dầu lá và hạt rau mùi có thể gây kích ứng da. Vì vậy, những người có cơ địa dễ bị dị ứng nên mang găng tay khi tiếp xúc với loại rau thơm này. 6. Người mắc bệnh dạ dày. Tuy tốt cho hệ tiêu hóa nhưng ăn quá nhiều, rau mùi sẽ làm tăng gánh nặng lên dạ dày, gây rối loạn hệ tiêu hóa. Theo một báo cáo y tế, sử dụng 200ml chiết xuất rau mùi trong một tuần có thể gây ra một số triệu chứng như hình thành khí trong bụng, đau bụng,
đau dạ dày, nôn mửa, di chuyển không vững. 7. Người chuẩn bị phẫu thuật, rau mùi có thể làm giảm lượng đường trong máu. Có một số lo ngại rằng nó có thể can thiệp vào kiểm soát lượng đường trong máu trong khi phẫu thuật. Ngừng sử dụng rau mùi ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật. 8. Người bị bệnh tiểu đường, rau mùi có thể làm giảm lượng đường trong máu. Nếu bạn bị tiểu đường và dùng rau mùi, hãy theo dõi lượng đường trong máu của bạn chặt chẽ. 9. Người bị huyết áp thấp, rau mùi có thể làm giảm huyết áp thấp. Điều này có thể khiến huyết áp xuống thấp ở những người bị huyết áp thấp. Sử dụng thận trọng nếu bạn bị huyết áp thấp hoặc dùng thuốc để hạ huyết áp. Quý vị thân mến, người xưa từng nói sức khỏe là vốn quý giá nhất ở đời người. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, rồi khi già đi, ta lại dùng tiền bạc để đổi lấy sức khỏe. Đúng vậy, sức khỏe mới là cái gốc. Không có sức khỏe thì tiền bạc, danh vọng, thành công, thậm chí đến cả tình yêu, chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Và cuối cùng, chúng tôi hy vọng những gì mà tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay có ích cho bạn. Nếu như thấy video ý nghĩa, bạn hãy chia sẻ thông điệp của chúng tôi đến với những người thân yêu, những người xung quanh bạn. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ ban biên tập chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.